mở tiệc nào. Xin mời. Chào tất cả các con. Mình có quà nha. Đây. Đây. Nhưng mà nhớ nghe, là thổi ít thôi để mình chừa cái bụng mình ăn. Hôm nay chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 của chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón tất cả mọi người sẽ đến với chương trình. Toàn thể các cầu thủ nhí của chúng ta, tất cả những bao mẫu và tất cả những ekip sẽ luôn luôn ngày càng vui khỏe, may mắn và thành công hơn nữa. Chúc cho chương trình cầu thủ nhí của chúng ta thành công rực rỡ và các bạn nhí sẽ trở thành những cầu thủ, những tuyển thủ tương lai sau này cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Điều mà em thích nhất ở chương trình đó là chương trình cầu thủ nhí 2020 á, giống như là một gia đình. Sau nhiều tuần trải qua với nhau thì em xem các con như là con thiệt của mình. Em xem anh Tuấn Tú giống như là mẹ chồng của em. Man. Em xem anh Hồng Sơn là ba chồng của em, còn anh Tuấn là chồng của em. Và điều đặc biệt là em coi đây là một đại gia đình và em không thể nào quên được những kỷ niệm của cầu thủ nhí 2020. Mong rằng các em khi ra đời thì sẽ trở thành một người tốt, một người có tài trong xã hội của mình. Không được khóc, bởi vì sao? Ngày hôm nay là ngày vui đúng không? Có một cái hay là năm nay năm rất nhiều khó khăn và thử thách. Thế nhưng ekip vẫn giữ món quà này cho các bạn nhí, các bạn khán giả nhí và đặc biệt những bạn yêu mến bóng đá. Cầu thủ nhí 10 tuổi. Tận năm nay năm thứ 10 rồi khi mà chương trình tổ chức mình mới được tham gia. Và tham gia thì cũng chỉ vỏn vẹn có 4 tập thôi. Nhưng mà chương trình đã mang lại cho em rất là nhiều những nguồn cảm hứng mới. Và bây giờ sẽ không để mất thời gian của quý vị cũng như tất cả khách mời ngày hôm nay, và đặc biệt là các cầu thủ nhí 2020 nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu tiệc tùng thôi nào. Yeah, nâng ly lên. 1, 2, 3. Yo. 2, 3. Yo. 2, 3. Yo. 1, 2, 3. Yo. Yo. Tập này đã khép lại chương trình cầu thủ nhí với thật nhiều cảm xúc trong chuyến hành trình ý nghĩa với chủ đề Tôi yêu và tự hào về bóng đá Việt Nam. Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 10 năm cầu thủ nhí và chương trình đã mang đến 10 chiếc khung thành ý nghĩa dành tặng cho 10 địa phương như một sự khích lệ nhằm phát triển bóng đá học đường. Hy vọng với món quà này, các bạn nhỏ yêu bóng đá ở những nơi này sẽ được tiếp thêm đam mê và động lực để luyện tập bóng đá. Trải qua 15 tập, những giọt nước mắt đã rơi, những câu chuyện về nỗ lực phi thường và cả bùng nổ chiến thắng trên sân cỏ. Cầu thủ nhí sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh thắp sáng đam mê cho trẻ em Việt Nam, vươn đến ước mơ trở thành cầu thủ quốc gia xuất sắc trong tương lai.